bạn, năm nay mình sẽ quay về Lego nha bạn. Đây mình đang lấy đồ chơi. Rất nhiều đồ chơi nhỏ của mình nha bạn. Xe nhà tù, xe nhốt người. Xe này xe nhốt. Dạ, xe này xe quay. Chở vũ khí. Chở vũ khí. Ừ. Xe này xe của con quay. Xe của con cướp. Cướp hả? Ừ. Coi đặt, thử coi. Không vừa. Vừa mà. Vừa không vừa. Vừa không? Không. Để coi có vừa không? Ừ, không vừa rồi, nghe thầy để kia người. Không. Gỡ cái nắp mà sơn nha, gỡ nắp. Ừ, gỡ nắp nhé, mà sơn á. Cái này. Ừ, nó vừa đó. Ông có mặt con mà bóng dữ luôn. Ừ. Bóng như bà bóng vậy. Một thằng. Một thằng. Rồi, tiếp theo tên lửa. Xe này sao phóng tên lửa nè. Không, cái này xe tăng. Tên lửa nè, hai quả tên lửa không? Đây. Cái này xe gì vậy? Cướp. Xe cướp nữa. Một thằng cướp. Đây là hai thằng cướp. Nhưng mà cái khác nó bị ngã xong rồi. Ngã ra phải không? Ừ. Té xuống nhưng mà con này nó nhẹ. Phục hồi đấy hả? Dạ. Cứu sống hay gì? Dạ. Nó hả gấp lên hay gì? Gấp lên. Bài gì vậy hả? Xong rồi nó hả xuống. Xe cái khác hả? Ừ. Ủa gì kì vậy? Gì? Nét người vô cảnh sát đâu? Này xe bốn lứ gì vậy? Ừ. Được không? Không. Được coi Nguyên, được coi Nguyên, được coi Nguyên. Đây nè. Lấy à. Đây cảnh sát nè. Chậm nè. Cũng không áo nè. Xe này cho ai? Cái gì? Cho ai? Xe tăng của bọn cướp á. À, để con thay đổi súng cho nó. Ừ.
Nè súng tên lửa, súng bự đúng không em? Nè súng bự nè. Nè cái súng này nè. Bọn cướp quỷ. Ủa cha, cái này xe màu bánh nè. Màu bánh đâu chạy được. Màu bánh chạy được. Bắn được chưa? Được coi. Mình rất thông rồi. Nó súng bắn rồi đó, này hơi súng heo nữa thấy không? Ra đáng sợ chưa? Tiệt thăng. Tiệt thăng cảnh sát đó. Ui ui. Ta làm cướp đây thôi là muốn cướp đây. Đi trốn. Rồi cảnh sát dần chuyển kho báo. Rồi anh cướp, lên cướp kho báo. Giáp răng, hãy đi. Đây, kèm dấu của chặt. Ok. Chụp. Hay chưa? Hay rồi, bắn súng. Bắn lại công an. Tung rồi. Ngã, còn chưa ngã nữa hả? Bắn lại. Tung. Ngã rồi. Rồi bắt nó rồi, bắt cái gì xong. Nhốt nữa. Ui. Rồi lấy xe này Nguyên, nhốt vô đây nè Nguyên, nhốt vô xe này, nhốt vô tụ. Nè, em chỉ vô xe này nè, háo cái đồ ra, háo súng ra hết. Háo kiếm ra luôn. Háo bên tay hết ra luôn. Háo này ra luôn. Ừ, bỏ vô đây. Rồi, vận chuyển nó về. Rồi, xong chưa, nhốt lại, vận chuyển về. Rồi, nhốt vô tụ. Vô tụ. Cô ba lai vô tù ngọt hằng. Ủa cái cổng đâu? Cổng cái mấy cổng nè cái cổng nè. Có một cái nè hai cái được rồi. Này chết sớm rồi con ơi, không khoát được con trai đâu con. Ủa cha, cái cổng là nó chạy cháo rồi. Này không có lọt đâu, cứng rồi. Được chưa? Dạ. À, mẹ ơi cứu con, rồi đã bị nhốt vô tù rồi, năm sao con về. Mới nghe luôn á. Rồi chị Nguyên, nhốt đi chưa? Chưa xong. Ngã lên nó xuống rồi vậy? Nhưng chị Khăn còn rớt cái này hả Nguyên? Dạ. Rớt cái này hả? Được rồi, chị Khăn rớt cái này hả? Ừ. Bay hay quá. Bay sao nhả xuống thôi, khổ cận tụng đi. Ừ, tụt qua lại đó đi, nhốt nó đi. Nhốt rồi. Chi cung. Một thôi. Cung. Rồi. Bye bye, you did. Về chỗ đi. Bay về. Chụp. Bay lên, bay về. Xong chưa? Rồi. Rồi. Bay đi tìm tiếp nữa. Ông này đâu đi. Túp. Nấp vô. Nó chạy. Nó tiêu qua chạy. Chạy thôi. Chụp. Rồi trốn rồi. Chụp. Tìm thấy chưa? Chụp. Thấy rồi. Họ bắn nó xuống. Chung. Bọn nó đã chết. Chưa còn chạy chứ, chưa chết. Chạy tiếp. Chạy tiếp. Hảo bơm xuống. Hả bơm hả gì nè? Cầm cái này nè. Dạ hả cốc được. Nè, để bùm. Rồi. Nó đâu rồi, mất tiêu luôn rồi. Nè. Rồi bắt nhốt về xe đâu? Gọi cảnh sát xuống, gọi xe cảnh sát lại.
không cái này. Gọi xe cảnh sát lại để chở đi. Chấp 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 chấp. Tại chỗ em đấy. Một đi cướp đừng kia em lấy gốc rồi. Rồi chạy lại. Cảnh sát trưởng đâu? Dẹp đường, dẹp đường, xe dẹp đường đâu? Lấy xe dẹp đường. Xe này nè, xe dẹp đường nè. Dẹp đường chạy trước. Càng tới. Ừ. Này, trời ơi. Bắt tháo đồ nó ra. Tháo đồ nó ra. Đi gì tàu con ơi, con chưa, xe xe nhỏ xe tàu đâu? Xe tàu ơi, đây. Tháo đồ ra. Đầu nó vài chục căn ngã luôn. Ừ. Này nó láo dữ. Ngóc vô. Đi về tàu con trai ơi. Con trai. Rồi. Còn mấy đứa nữa? Một đứa. Hết thằng cướp mà hả? Hai đứa nữa. Còn hai đứa nữa. Còn hai đứa nữa. Rồi đi kiếm coi hả? Rồi. Ôi khúc này của mày. Cái gì? Trong này còn cướp hay gì á? Còn cướp thôi mày không đứa. Trời. Cướp hết trơn, cướp rồi còn đâu nữa. Còn hả kìa. Đâu? Rồi, máy bay đâu? Ở bài xử lý. Chụp 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 chụp. Đi nè. Rồi đè đầu nó luôn rồi. Rồi nó chết rồi nó thua rồi. Rồi công an đâu? Để lại. Xe dẹp đường lại. Ủa đây có đường nào đâu cha? Có đá nào đâu? Dẹp lại, cạn lại. Rồi công an chạy lại. Nè. À nè. Thấy một tên. Bắn lớn tùng. Rồi bắt nhốt về đồn. Để cho khí nó ra. Ủa cha. Chơi chơi cái này rồi. Cái gì? Cái này nó không có gì vậy. Rớt trong đó đâu nguyên nè. Ồ bắn hay dữ không biết nữa. Bắn rớt cái đây ngồi luôn. Yêu tàu. Cha nếu mà thả yêu tàu á đừng có lấy cái đó. Con này vô, hai tầng, hai cái. Cái gì nữa? Con này nhà hàng hay là lắm. Cái này gói của con khác. Rồi, kết thúc chưa? Chưa. Hết, hết, cướp rồi kết thúc đi. Con tù đâu rồi trời. Cái gì? Nè. Chạy cho quỷ. Rồi, kết thúc video nha ơi. Hết cướp rồi. Chào các bạn đi. Chào các bạn, tạm biệt các bạn. Bye bye.